Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, do dịch bệnh, công tác xúc tiến thương mại giao thương theo hình thức truyền thống trực tiếp ra nước ngoài không thể thực hiện được. Vì vậy, Cục Xúc tiến mạnh dạn đề xuất và được Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại qua phương thức giao thương trực tuyến. Đây là một trong các nội dung quan trọng được thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Triển khai thực hiện xúc tiến thương mại qua phương thức giao thương trực tuyến, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Ngoại thương Tứ xuyên Trung Quốc tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm phòng chống dịch COVID-19. Nội dung hội nghị này tập trung vào các sản phẩm phòng chống dịch COVID của Trung Quốc. Cùng trực tuyến với đầu cầu Trung Quốc, Cục Xúc tiến Thương mại cũng liên kết trực tuyến với đầu cầu Canada, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Uzbekistan thông qua các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành trao đổi hơn 40 giao dịch với các doanh nghiệp Trung Quốc. Đáng chú ý là tại hội nghị giao thương trực tuyến hàng hóa với chuyên đề nông sản giữa Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc lần thứ 2, được tổ chức trực tiếp ở hai đầu cầu Quảng Tây và tại Cục Xúc tiến Thương mại Hà Nội, đã có trên 150 doanh nghiệp hai nước tham gia hội nghị, trong đó có 35 doanh nghiệp xuất khẩu từ 63 tỉnh thành của Việt Nam đã tiến hành 170 lượt giao dịch với hơn 70 doanh nghiệp nhập khẩu Quảng Tây Trung Quốc trong 6 phiên giao thương chuyên đề của hàng Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 này cũng sẽ diễn ra hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại giày dép Việt Nam-Hoa Kỳ hậu COVID-19. Đây là hội nghị được đông đảo doanh nghiệp quan tâm. Liên quan đến tiêu thụ vải, vấn đề này được Bộ Công Thương quán triệt và nhìn nhận cụ thể, giao cho Cục Xúc tiến Thương mại làm việc trực tiếp với các địa phương. Với cái sản phẩm vải này thì chúng tôi, Bộ Công Thương đã có cái đoàn làm việc, trực tiếp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang. Và sau đó thì cũng đã có thống nhất giữa Bộ Công Thương với lại tỉnh Bắc Giang để sẽ tổ chức một cái hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020. Thì hội nghị này sẽ được tổ chức ở cái hình thức là sẽ là trực tuyến. Trực tuyến ở đây là đầu cầu trực tuyến ở tỉnh Bắc Giang, kết nối trực tiếp với lại 62 tỉnh thành của Việt Nam, cùng với lại kết nối trực tiếp với hai cái tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cần phải tính đến tình huống vải đang tươi ngon, nếu không xuất đi được thì phải làm gì. Nhiều doanh nghiệp địa phương cũng đang có sự sáng tạo trong nâng cao giá trị chế biến quả vải để làm ra các sản phẩm như vải khô, vải đóng hộp, thay vì chỉ tập trung vào xuất khẩu vải tươi. Chế biến sâu là hướng giải pháp hợp lý và quan trọng để khắc phục vấn đề mùa vụ của mặt hàng nông sản. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng thông tin thêm, vừa qua Cục Xúc tiến Thương mại có đổi mới về xúc tiến thương mại, tổ chức nhiều giao thương trực tuyến với nhiều thị trường như Trung Quốc, châu Âu, châu Mỹ Latin, châu Á. Đây không phải chỉ cho thời kỳ COVID-19 mà là xu hướng bắt buộc. Một là công nghiệp ứng dụng trong xúc tiến thương mại và thứ hai là thương mại điện tử. Mặc dù điều này không thể thay thế bằng phương pháp truyền thống, tuy nhiên đây cũng là phương pháp để tận dụng và làm tốt hơn.